Ok, chuyện là đi bè tao bị ngủ quên trên xe buýt nào bây giờ. Để biết đang ở đâu. Đậu xanh. Caray. Đít mẹ. Bảo là đi mẹ qua cầu. Xong rồi thì đéo ngủ quên. Ngủ quên xong đang ở bây giờ đang ở đéo đâu nhỉ? Đi con mẹ Hoàng Diệu à? Caray, thề luôn. Đi con mẹ. Hello. Xe buýt như cái máu lột. Đi mẹ. Trời ơi. Giờ sao đây? Giờ đi đâu đây? Lộn mẹ. Mấy ông ấy bảo là đi mẹ xuống xe rồi bắt xe 2A đi về. Giờ đi mẹ em đi. 8 giờ rồi. 8 giờ rồi mẹ vẫn còn đứng lang thang ngoài đường như thằng điên. Đi con mẹ.